Xin chào tất cả các bạn đã lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng các cái ứng dụng ở trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn tải các cái ứng dụng về máy tính các bạn nhé. Dành cho các bạn mới sử dụng máy tính. Thì về cái chủ đề mà các cái bước tải ứng dụng về máy tính ấy, thì nói chung là đối với các bạn mà mới sử dụng máy tính thì tương đối là khó. Đó, thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn mình hướng dẫn các bạn mới sử dụng máy máy tính, cho nên là mình sẽ đi chậm vào chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, thì khi các bạn sử dụng máy tính ấy, thì các bạn sẽ có một số ứng dụng mà các bạn cần tải về để các bạn làm việc, đúng không? Thì ở đây thì mình tóm lại bốn bước thôi, bốn bước cơ bản. Bước thứ nhất đó là tìm tên ứng dụng này đấy. Bước thứ hai là tìm kiếm ứng dụng ở trên Google, tức là tìm kiếm ở trên trang web đó. Và sau khi tìm kiếm được ứng dụng đấy rồi thì các bạn sẽ tải về ứng thứ ba, và bước cuối cùng là bước 4, đó là cài vào máy tính để sử dụng các bạn nhé, cài vào máy tính để sử dụng. Rồi, thì cái này thì cái vấn đề quan trọng nhất khi mà các bạn tải ứng dụng về máy tính nhất là các bạn phải biết được cái tên của ứng dụng các bạn nhé. Cái tên là quan trọng nhất, bởi vì các bạn cần dùng cái ứng dụng nào thì các bạn phải biết tên của cái ứng dụng đó thì các bạn mới tải về được, còn nếu các bạn không biết cái tên của nó thì rất là khó. Đó, thì trong video này thì mình chỉ chia sẻ các bạn về một cái lấy ví dụ cho các bạn thôi, một cái ứng dụng để các bạn theo dõi mình làm và các bạn làm tương tự nhé. Đó là mình sẽ lấy một cái ứng dụng, đó là ứng dụng Unikey chẳng hạn, mình lấy ví dụ nhé. Đó, ví dụ như là phần mềm là Unikey đấy. Unikey có nghĩa là khi mà các bạn muốn gõ tiếng Việt đấy, các bạn muốn gõ tiếng Việt ở trên máy tính thì các bạn phải cài cái phần mềm Unikey này. Đó có nghĩa là các bạn cần một cái ứng dụng để các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính chẳng hạn, ví dụ như vậy các bạn nhé. Thì các bạn phải biết được cái ứng dụng đó là phần mềm Unikey, một cái phần mềm hay là ứng dụng đó Unikey. Thì sau khi các bạn biết tên cái ứng dụng này là ứng dụng Unikey rồi thì bước thứ hai các bạn là tìm kiếm trên Google. Bước thứ hai là các bạn tìm kiếm trên Google. Thì để tìm kiếm trên Google thì các bạn sẽ sử dụng trình duyệt web nhé. Các bạn sử dụng trình duyệt web, đó là trình duyệt web ở đây thì có thể là các bạn sử dụng cốc cốc này đó, hoặc là các bạn sử dụng Chrome này đấy, hoặc là các bạn sử dụng Free Fire cũng được đó, tùy các bạn nhé. Các bạn sử dụng trình duyệt web nào cũng được. Ở đây thì chúng ta hay dùng đó là cốc cốc đúng không, ở đây mình cũng dùng cốc cốc thì mình sẽ mở cốc cốc lên các bạn nhé. Rồi, thì đây là cái giao diện của cốc cốc các bạn này. Đó, thì trên cốc cốc thì nó có cái Google đúng không, đó, có cái Google đó. Cốc cốc thì có cái Google, đó là các bạn sẽ gõ cái tên vào cái Google đó, các bạn gõ vào đây, các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này, đó là các bạn gõ vào là tải phần mềm, đấy, phần mềm Unikey đó, tải phần mềm Unikey, ví dụ như vậy, tải phần mềm Unikey thì các bạn chỉ cần gõ không dấu thôi, nếu các bạn gõ có dấu thì càng tốt nhé. Các bạn chỉ cần ghi như vậy thôi, tải phần mềm Unikey. Các bạn biết là các bạn phải biết tên phần mềm nó là gì. Rồi sau khi các bạn biết tên phần mềm thì các bạn sẽ bấm Enter trên bàn phím nhé, cái phím Enter, cái phím Enter. Đó, cái phím dài dài trên trên bàn phím máy tính ấy, ở cái góc phía bên phải đó các bạn nhé. Rồi các bạn bấm phím Enter. Thì sau khi các bạn bấm phím Enter ấy, thì nó sẽ có cái trang web các bạn này. Cốc cốc sẽ đưa cho chúng ta những cái trang web để chúng ta vào trong cái trang web này chúng ta tải về. Nó cũng giống như là khi mà các bạn muốn đi mua một cái món đồ nào đó thì các bạn sẽ vào các cái cửa hàng. Các bạn vào cửa hàng nào cũng được, các bạn mua được món đồ đó về nhà được là được. Đó thì ở đây các cái trang web này cũng vậy, giống như các cái cửa hàng để cho các bạn khi mà các bạn đi mua đồ là các bạn sẽ mua vào các cái cửa hàng đó. Ở đây các bạn có thể vào cái trang là www.unikey.vn này cũng được này, trang chủ của trang vn của Unikey, hoặc là trang unikey.org đó, các bạn vào đây cũng được này. Rất là nhiều trang để các bạn tải cái phần mềm Unikey về, hoặc là trang download.com.vn. Thì không nhất thiết là các bạn phải tải trang nào nhé, ví dụ như các bạn tải trang này không được thì các bạn sang trang khác thôi, không nhất thiết là các bạn tải trang nào. Giờ ví dụ như mình vào cái trang là download.unikey.org chẳng hạn ha. Ở đây là cái trang web chính thức của Unikey các bạn này. Chú ý là cái phần mềm cái trang web có chữ là .org nhé, có chữ .org sau này. Đó, thì các bạn tích chuột vào đây, các bạn tích chuột trái vào đây nhé, cái chỗ này các bạn tích vào đây. Rồi, thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái phiên bản để các bạn tải về. Và các bạn phải lưu ý rằng là cái phiên bản máy của các bạn là 64 bit hay là 32 bit nhé, để các bạn tải cho nó chính xác và sau này các bạn dùng thì nó đỡ bị lỗi đó. Ví dụ máy các bạn 64 bit thì các bạn phải tải phần mềm Unikey 64 bit,
Máy các bạn 32 bit thì các bạn phải tải cái phần mềm UNIKey 32 bit thì các bạn sử dụng nó sẽ đỡ bị lỗi. Đó. Rồi ví dụ như đây là phần mềm UNIKey 3.3 RC5 64 bit này, dành cho máy tính 64 bit. Tức là máy tính hệ điều hành Windows 64 bit. Còn nếu như máy của bạn mà hệ điều hành Windows 32 bit thì các bạn phải tải cái bản ở dưới này 4.3 RC5. Đó. Thì do là cái máy của mình là trên máy của mình thì mình đang dùng phiên bản Windows 10 64 bit các bạn nhé. 64 bit đấy, cho nên là mình sẽ tải cái bản 64 bit về. Ở đây mình sẽ tải cái bản 64 bit này, mình tích vào đây nhá, 64 bit này, và mình tích vào đây đó. Thì các bạn nhìn xuống phía dưới là ngay lập tức là cái phần mềm UNIKey 43 RC5 đã được tải về rất là nhanh, chỉ trong vòng 3 giây thôi đó, tải xong rồi nhá, tải về máy tính của mình rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang web khác. Ví dụ như mình không vào cái trang unikey.org nữa, mình vào cái trang là download.com.vn chẳng hạn đó. Mình có thể vào trang này mình download về cũng được đúng không? Mình click vào đây. Đó, thì sau khi vào đây các bạn sẽ thấy có cái biểu tượng tải về đây, các bạn chỉ cần tích vào cái chủ tải về đây. Đó. Ở đây phần mềm này hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. UNIKey hoàn toàn miễn phí này. Cập nhật vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022. Có thể cài trên trên hệ điều hành Windows 2000 này, XP này, Vita, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11. Đó, rất là hay luôn. Là các bạn tích vào đây các bạn tải về này. Đó. Thì sau khi tích vào đây thì trong cái trang download.com.vn này nó có hai đường link chính và phụ này. Trong trường hợp các bạn tích vào đường link chính mà các bạn không tải được ấy, thì các bạn sẽ xuống các cái đường link phụ ở phía dưới này, đúng không? Đường link phụ dưới này thì có ba đường link, đó, ba đường link ở đây. Còn đường link chính chỉ có một đường link ở đây. Đó, thì bây giờ mình ví dụ như là mình sẽ đi vào cái đường link chính mình tải xem thế nào, mình tích vào đây nhé. Đó, thì lúc này các bạn nhìn xuống phía dưới ở góc dưới cùng bên trái này, đó thì phần mềm UNIKey RC5 cũng đã tải về đây rồi. Đó, như vậy là mình vừa tải hai bản và tải ở hai trang web đều được hết. Đấy. Thì ở đây cũng lưu ý các bạn là đối với các bạn mà mới sử dụng máy tính ấy, thì khi mà các bạn tải ứng dụng về thì có một số trường hợp là khi các bạn tải là nó bị lỗi. Đấy. Thì nếu như các bạn tải ở trang web này không được thì các bạn chuyển sang trang web khác nhé, không vấn đề gì khó. Thì các bạn cứ chuyển từ trang này sang trang khác thì các bạn sẽ tải được. Rồi. Thì sau khi tải về thì chúng ta sẽ đến cái bước bước 3 là tải về rồi các bạn nhé, tải về thành công. Thì bước thứ tư là các bạn sẽ cài vào máy tính để sử dụng. Thì sau khi các bạn đã tải về máy rồi thì các bạn phải cài vào máy để sử dụng. Đó, thì cái vấn đề mà cài phần mềm vào máy tính ấy, thì trên kênh của mình thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có hỏi về cái cách cài. Đó, thì trên kênh của mình cũng đã làm rất là nhiều cái video hướng dẫn về về cài ứng dụng trên máy tính rồi. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách cài các cái ứng dụng hoặc là cài các cái phần mềm vào máy tính thì chúng ta cài như thế nào. Đó. Thì sắp ở cái bước 4 này là cài vào máy tính để sử dụng. Thì sau khi các bạn tải về thì các bạn phải phải đi đến cái file mà các bạn tải về trên máy tính, là xem thử là cái file tải về nó nằm ở đâu ở trên máy tính của các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ vào Cygic PC nhé, hoặc là My Computer, mở cái này lên. Đó. Thì trên máy của mình thì mình tải về trong ổ đĩa E các bạn này, mình mở đĩa E lên nhé. Rồi, mình sẽ kéo xuống và mình tìm cái vị trí mà mình đã tải về, cái phần mềm đã tải về. Ở đây các bạn này, đây. Lúc này là mình tải về hai bản là UNIKey 64 bit bản thứ nhất ở đây. Đó. Và bản thứ hai ở đây. Thì hai bản này tải về thì giống nhau cả thôi, mình lấy cái bản nào cũng được. Nhưng mà sau khi tải về mà có cái file như thế này, có nghĩa là file nén thì các bạn phải giải nén nhé. Đó. Thì để giải nén cái file này lên thì các bạn kích chuột phải lên này. Kích chuột phải lên cái file này. Đấy. Và các bạn chọn vào cái dòng cuối cùng, có cái biểu tượng hình cuốn sổ ở đây, thì dòng dài dài đây, các bạn tích vào đây. Đó. Thì sau khi giải nén xong thì chúng ta sẽ có một cái thư mục. Đó, thư mục này thì các bạn mở cái thư mục này lên, các bạn kích đúp chuột trái vào đây, tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy. Đó, thì trong này có một cái file cài đặt đấy các bạn này nhá. Cái file UNIKey cài đặt ở đây thì các bạn tích kích đúp chuột trái vào đây để các bạn cài. Đó, nhưng mà do là trên máy tính của mình thì mình đã cài rồi, cho nên là ở đây cái phần mềm này thông báo rằng là cái phần mềm này đang chạy ở trên máy của mình. Bạn có muốn bạn có đóng cái biểu tượng này là hay không, cái này là tiếng Anh các bạn nhé. Đó, tức là nó đơn, tóm lại là nó đang đang thông báo rằng là phần mềm này đã có trên máy tính của các bạn rồi và đang chạy nhá, ở trên máy của mình thì nó đang chạy đó. Như vậy là mình đã mở lên này các bạn này đấy. Do là mình đã cài rồi cho nên là cái phần mềm này nó không yêu cầu là mình phải cài thêm nữa. Đó, mình đã cài đây các bạn này, UNIKey này, phần mềm mà bạn nào mà sử dụng cho công việc văn phòng, gõ văn bản trên Word, Excel hoặc là PowerPoint, và cái phần mềm không thể thiếu được các bạn nhé, UNIKey. Đó, các bạn mở lên này. Đấy, UNIKey đây. Đó. Thì
Thông thường thì khi mà các bạn cài một cái ứng dụng nào đó ấy, thì các bạn sẽ có hai cách nhé. Ví dụ muốn cài cái phần mềm UDK này, các bạn sẽ kích đúp chuột trái hai lần liên tiếp. Đó, kích chuột trái hai lần liên tiếp để các bạn mở lên, các bạn cài. Hoặc là cách thứ hai là các bạn kích chuột phải lên cái file cài đặt này này, kích chuột phải lên. Đó, và các bạn tích vào cái mục là Open. Đó, có nghĩa là mở cái phần cái file cài đặt này lên để chúng ta cài vào máy tính. Còn tích vào đây. Đó. Rồi. Và sau khi các bạn mở cái file cài đặt lên thì nếu như mà nó đòi hỏi chúng ta là các bạn cứ bấm OK OK hoặc là Z Z liên tục thì nó sẽ cài vào máy tính của chúng ta các bạn nhé. Đó là những cái phần mềm đơn giản. Còn những cái phần mềm mà khó phức tạp hơn ấy thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên trên mạng về cái cách cài nhé. Tham khảo thêm về cái cách cài. Có rất là nhiều cái trang web họ chia sẻ rất là chi tiết và rất là hay các bạn nhé. Rồi thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng có chia sẻ được một số video về cách sử dụng máy tính. Thì hôm nay là thông qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm một số video đó nhé. Đó, thì sau khi các bạn mở trang chủ YouTube ở trên máy tính ấy, hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV này. Đó, các bạn kích vào cái hình kính lúp bên phải này, các bạn tìm kiếm này. Đó. Rồi, các bạn chỉ cần gõ không dấu thôi nhá. Ở thì đây là kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV, các bạn tích vào hình avatar. Đó, thì ở đây thì mình trên kênh của mình thì mình có chia sẻ được một số cái mục về cách sử dụng máy tính, chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu hoặc là người lớn tuổi và người già. Đó thì các bạn kéo cái con trượt bên phải này xuống này để các bạn tham khảo thêm nhé. Ở đây nhé. Ở đây thì mình có để cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này. Ở đây thì mình có chia sẻ về cách sử dụng laptop, cách sử dụng máy tính bàn, cách gọi tiếng Việt trên máy tính, vân vân. Các bạn có thể truy cập vào cái mục này để các bạn tham khảo thêm. Đấy, hoặc là dưới này thì có thêm các cái mục khác, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng Word này trên máy tính này, hướng dẫn sử dụng PowerPoint này cho người mới bắt đầu này. Đó, hướng dẫn là sử dụng máy in và các cái mục khác ở dưới này nữa các bạn nhé. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn là tải ứng dụng về máy tính thành công. Và các bạn lưu ý là khi tải máy ứng dụng về máy tính thì các bạn phải nhớ tên nhé. Và sau đây các bạn vào trang web để các bạn tải về. Sau khi tải về các bạn sẽ cài vào máy và các bạn sử dụng nhé. Đó. Sau video nào bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.